Ô, được hai cái. Nhìn là làm miếng. Wow. Ngon lắm. Xin chào tất cả mọi người nhá. Xin chào tất cả bạn nhá. Hôm nay bọn mình lại tiếp tục làm video mọi người ạ. Làm video. Hôm nay bọn mình sẽ làm một vlog ăn một mâm chân gà cay nha mọi người. Ok. Đấy, chân gà này mình vừa mới mua, mới chân gà này rẻ không mọi người ạ? 5.000 một cái nhá. Ai mua lên đi. Đây. Vị Hồng Kông. Bây giờ thơm mình sẽ cho mọi người xem thực tế chiếc chân gà này nó như nào nha mọi người. Đây, đây là cái đột chân tiền. Gà này. Ô, được xuống. Hai cái. À, hai cái rồi, đù. Ngon đấy. Đây. Ơi, may mắn. Anh chàng may mắn. Ô, một cái to. Được rồi, ăn cái nào thì bóc ra ăn luôn. Rồi đó, rồi đó. Cho nó xịn xò. Có kè nhập. Ok, bây giờ cho cháu mình thưởng thức xem quả chân gà như nào. Yeah. Nhìn là vị như nào? Nó có giống cái loại chân gà đã đắt không? Chưa kịp nuốt. Kể đấy. Nó có vị cay cay. Tê tê lưới. Ăn chân gà bình thường. Nói như nói nhỉ. Cay à? Cay. Ngon. Nhìn thấy uy tín đấy. Tê tê đấy. Tê cơ, cay cơ. Thế cơ. Ok, bây giờ mình sẽ thưởng thức thử chiếc chân gà cay này nha mọi người. Là mơ mơ. Bóc. Hai cái. Ờ, cái này không có, cái bên dưới luôn. Có mấy cái bàn chân thôi. Đấy. Mình mời tất cả mọi người nhá. Cho các bạn nha. Ăn nó giống như kiểu chân gà ấy. Đấy, không khác. Thơm. Nó thơm thơm của cái gì nhỉ? Cái lớp cái gì collagen ở bên ngoài. Đúng rồi. Thơm, ngon, bổ rẻ nhưng mà không biết là có uy tín hay không. Đây là đây là hàng Việt Nam mọi người ạ, có cả chữ Việt Nam này. Ngon. Oh no. Chứ Trung Quốc. Làm quả người dừng không? Ngon. Ê, bú. Tiếp tục ăn tiếp này. Cay, ngon. Có cái phần xương giữa cứng không nhai được. Chân gà cay. Mình làm quả thứ hai nha mọi người. Đây. Làm cây nguyên vẹn này. Đói mồm rồi. Gốc cờ, gốc cờ. Này, lấy bát ớt chấm ngon. Ừ, biết thấy chấm. Chấm xong rồi tí phun cho lửa. Tắm. Ngon mọi người ạ.
ăn cái này ấy, ăn ít thì ngon nhưng mà ăn nhiều ấy thì ngấy cay. Nó bị tốn tiền thôi chứ không ngấy. Bị tốn tiền ấy. Cháy ví. Cuối giòn thôi. Ăn gì bổ nấy, tí nữa đi chạy như kiểu gà ấy nhỉ. Đảm bảo với các bạn, ăn chân gà viết chữ rất đẹp. Đúng. Cái dưới dưới này, cái này này mới giòn này. Cái thứ ba. Thịt. Em thứ tư. Đây là chiếc chân gà cay. Đó, hai cái trong một gói luôn. Tuyệt vời. Wow. Ngon lắm. Nghe giòn thế mà. Tuyệt vời. Cay. Cái chân gà này bọn mình mua mới 5.000 cái mọi người ạ. Mà nó to gần bằng cái 10.000 luôn. Đây, cái này hai cái đấy, 10.000. Đúng rồi. Chắc là đây người ta bán vì đam mê hay sao ấy. Chữ Việt Nam nha, đây. Chữ nước ngoài nha, ok. Thôi, mày đừng có bốc phét. Mày đừng có mồm điêu đi. Đây mọi người ạ, bây giờ mình sẽ cho mọi người xem bóc cận cảnh cho mọi người xem. Hai cái, nhưng mà hai ngắn. 10.000. Này chân sau sao ấy. Đấy, hai cái. Ơi gà cũng muốn chân. Nhìn thơm, ngon. Như này, đây cho mọi người ngửi online này. Wow. Mọi người biết mùi gì không? Mùi gì? Mùi tiền. Đây nha mọi người nha. Mọi người cảm thấy mình dùng tay ăn nó mới phê, mới ngon. Với lại tay mình rửa rồi. Mình mời đây cả mọi người nha, nghe tiếng nha. Không giòn nhỉ. Trời sắp mưa mọi người ạ. Yêu nó quái đấy. Kiểu tối tối rồi. Yêu quái. Rồi yêu quái. Đây mời các bạn nha. Tổng kết đây. Nhanh như trời. Ngon. Cay. Ôi mời tất cả các bạn. Mọi người xem video của mình, nếu mà có ý tưởng nào hay thì nhớ bình luận xuống dưới phần video để bọn mình làm nha mọi người nha. Mọi người ạ, bây giờ bọn mình sẽ bắt đầu tiến hành chế độ diệt mồi nha mọi người. Wow. Tới giờ thể hiện rồi. Uống nước suối thôi. Ngon đấy. Có nhầm không? Ngọt lắm. Ngon quá mọi người ạ. Ngon này hả? Nhìn kiểu hay ngáo ấy anh em ạ. Xem TikTok có 180 phút nó bị thế. 190 phút. Qua chú thấy mày xem từ 12 giờ đến 5 giờ mà. Mình slam tiếp cây nữa nha mọi người. Đây rồi. Để cho mọi người xem nhé. Cái này là cái gì?
Facebook mình ạ. À, thì video của mình đến đây chắc là cũng khá là dài mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ kết thúc video đây nha mọi người. Nếu mọi người xem video của mình thấy hay thì hãy để lại cho mình một cái chân gà ai cho không vậy. Để lại cho mình một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ. À, và nếu mọi người có ý tưởng nào hay thì hãy bình luận dưới phần video để bọn mình làm. Đây mọi người. Còn bây giờ thì bye bye. Bye bye.